Chiều đón kết quả Ba Lan và Senegal 22 giờ ngày 19 tháng 6. Đại pháo so tài, cả Ba Lan và Senegal đều đang sở hữu một chân sút đẳng cấp cao trong đội hình là Robert Lewandowski và Sadio Mane. Và trận đấu sắp tới tại bảng H sẽ là cuộc so tài đáng xem giữa hai tay săn bàn thuộc hạng này. Ba Lan đang sở hữu một chân sút tài năng trong đội hình là Lewandowski và Senegal thì cũng có những hy vọng của riêng mình tại World Cup 2018. Nhưng ngôi sao đang lên là Sadio Mane. Đội trưởng Lewandowski đã thi đấu cực kỳ ấn tượng ở vòng loại World Cup. Anh ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại khu vực châu Âu. Thậm chí Lewandowski còn lập kỷ lục ghi bàn ở vòng loại với 16 bàn chỉ sau 10 trận đấu. Nguồn bàn thắng của Lewandowski thực sự quan trọng với Ba Lan khi nó chiếm hơn một nửa tổng số bàn thắng của đội bàn ở vòng loại. Ở mùa giải vừa qua, Lewandowski cũng là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Bundesliga với 29 pha lập công. Tính trên mọi đấu trường, cầu thủ 29 tuổi đã ghi được 41 bàn thắng cho Bayern Munich. Nhưng Senegal không hề sợ hãi Ba Lan khi họ cũng có trong tay một họng súng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Mùa giải năm ngoái, Mane đã ghi 20 trên mọi đấu trường cho Liverpool, trong đó có 10 bàn ở sân chơi Champions League. Thành tích này của Mane đã thua kém duy nhất Cristiano Ronaldo. Trước trận đấu tại bảng H World Cup 2018, huấn luyện viên Alio Sissin cũng đã lên tiếng tăng bốc niềm hy vọng của bóng đá Senegal. Sadio Mane là cầu thủ đặc biệt, không một cầu thủ Senegal nào khác có thể sánh với cậu ấy, kể cả những tiền bối trong quá khứ. Và dù cho rất nhiều thứ đã xảy ra trong vài năm gần đây, Mane vẫn không thay đổi. Cậu ấy vẫn là một chàng trai khiêm tốn như lúc tôi gặp cậu ấy ở Olympic 2012. Mane là một cầu thủ độc nhất vô nhị vì lối chơi của cậu ấy rất khó đoán. Đó cũng là yếu tố khiến cho cậu ấy trở thành một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt nhờ một đường chuyền hay một cú sút. Tôi nghĩ bây giờ cậu ấy cũng đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trong các trận đấu trước đó, Thụy Điển và Đan Mạch đều đã giành chiến thắng. Tuy hai đội bóng Bắc Âu không nắm giữ hoàn toàn thế trận và không tạo ra được những pha xử lý đột biến hay quá đặc biệt, nhưng họ vẫn biết cách giành lấy 3 điểm. Ba Lan cũng mang lại cho người hâm mộ cảm giác như vậy, tuy không quá đột biến trong khâu tấn công, nhưng họ sở hữu hàng thủ rất chắc chắn. Đó là nền tảng để Ba Lan có thể thu mình chờ đối phương sơ hở để tung ra những ngón đòn quyết định. Còn Senegal thì gần như không có một điểm mạnh nào khác ngoài Mane. Trung vệ Koulibaly đã chứng minh được khả năng tại Napoli, nhưng vẫn chưa thể vươn lên một đẳng cấp khác biệt để đảm bảo hệ thống phòng ngự vững chắc hoàn toàn cho Senegal. Do vậy, khả năng Ba Lan giành chiến thắng ở trận đấu tới vẫn là nhỉnh hơn một chút. Những thống kê đáng chú ý trước trận Ba Lan và Senegal. Đây là màn so tài đầu tiên giữa Ba Lan và Senegal. Ba Lan đã bắt bại trong 3 lần đối đầu với các đội bóng châu Phi ở World Cup, thắng 1, hòa 2. 3 trận đấu này chỉ có duy nhất một bàn thắng. Ba Lan đã thua 6 trên 8 trận gần nhất ở World Cup. Họ cũng không thể giữ sạch lưới một lần nào trong 8 trận gần đây. Lần cuối cùng Ba Lan giữ sạch lưới ở World Cup là vào năm 1986. Ba Lan không ghi bàn trong 5 trận ra quân gần nhất ở World Cup. Robert Lewandowski là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu với 16 bàn. Anh ghi 57% số bàn thắng của Ba Lan. Cái tên duy nhất của Ba Lan ghi được nhiều hơn một bàn thắng là Kamil Gusecki. Senegal đã bắt bại ở vòng bảng thắng 1, hòa 2 trong lần tham gia vòng bảng World Cup duy nhất trước đó. Dira Sokho là cầu thủ duy nhất của Senegal ghi nhiều hơn một bàn ở vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Phi. Trong khi đó, không có cầu thủ nào tạo ra nhiều pha kiến tạo hơn Sadio Mane ở cùng vòng loại đó. Dự đoán tỷ số là 1-0